Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở cửa hàng Cellphonet và đây là Nexus 5, chiếc điện thoại Nexus mới nhất của Google. Chiếc máy thì đã được bóc hộp rồi cho nên là mình chỉ nói sơ qua cái hộp của nó. Thì các bạn thấy là Google vẫn tuân theo cái kiểu thiết kế cũ, đó là mặt trước các bạn thấy là Google tạo hình số 5 để tượng trưng cho cái tên Nexus 5 của nó. Cái bản mình cầm là bản màu đen 16GB, được sản xuất ở Hàn Quốc. Bên trong hộp thì ngoài máy ra chúng ta còn có một cái cây lấy sim. Đó, nhìn nó rất là lạ, không có giống như những cái cây lấy sim của những hãng khác. Sách hướng dẫn sử dụng và một sợi cáp micro USB và cục sạc, không có tai nghe. So với Nexus 4 thì cái phiên bản thứ 5 này chỉ đơn giản là một cái bản nâng cấp cấu hình, sử dụng những cái công nghệ mới nhất, chứ không, ngoài ra thì nó không còn cái tính năng đặc biệt nào khác ngoài cái phiên bản Android 4.4 mới nhất. Thì nhìn chung đây là một cái chiếc điện thoại có màn hình 5 inch Full HD, rất là nhỏ gọn, máy nhẹ hơn và mỏng hơn một chút so với Nexus 4, và cái thiết kế của nó với cái mặt lưng là toàn bằng nhựa chứ không phải là cái mặt kính carbon giống như là cái Nexus 4. Ở mặt trước chúng ta có một cái loa thoại tròn, kích thước to, camera trước, màn hình 5 inch Full HD, mép hai bên rất là mỏng giống như là LG G2. Và ở dưới đây thì chúng ta không có gì hết, ba cái phím cảm ứng thì vẫn nằm trên cái màn hình này. Và ấn tượng đầu tiên khi mình thấy chiếc Nexus 5 này là các bạn thấy cái màn hình của nó nổi lên trên rất là nhiều, nổi hơn Nexus 4 và giống như là chiếc LG G2. Tuy nhiên xét về cái chất lượng hình ảnh thì nó vẫn thua G2 khá là nhiều. Ở mặt sau này thì chúng ta có một cái camera 8MP đèn flash. Camera này có thể quay phim Full HD cùng với cái khả năng chống rung quang học tương tự như G2. Bên dưới là cái logo Nexus được làm rất là to, và dưới nữa đó là logo kiểu LG. LG là cái hãng gia công chiếc máy này cho Google. Toàn bộ cái mặt sau là được làm bằng nhựa sần giống như là polycarbonate, có khả năng chống chạy rất là tốt. Ở cạnh trái thì chúng ta có hai cái phím tăng giảm âm lượng. Bên dưới thì có khe micro USB được làm rất là hẹp, hẹp hơn một chút so với những cái cổng khác trên những cái điện thoại khác. Hai bên là hai cái loa ngoài. Bên cạnh phải chúng ta có phím nguồn và một cái khe SIM được làm, được đặt rất là sát nhau. Phím nguồn này được làm bằng kim loại, rất là dễ bấm. Ở trên đó là cổng âm thanh 3.5 và một cái mic thứ hai dùng để quay phim. Đó, nhìn máy rất là gọn gàng, không có nhiều chi tiết thừa. Đây là cái Android 4.4 mới nhất của Google và có một số cái điểm khác biệt so với cái 4.3 trước đó. Các bạn thấy là ở phía trên cái thanh thông báo nó đã trong suốt rồi, nó không còn là cái kiểu một thanh màu đen giống như là những cái phiên bản Android trước. Và thứ hai là cái phần mềm nhắn tin ở đây, bình thường nó là SMS thì bây giờ nó được tích hợp thẳng vào trong Hangout. Bây giờ nó vừa là một cái phần mềm nhắn tin, vừa là phần mềm chat giữa những người có tài khoản Google với nhau. Đây là những phần mềm được cài sẵn. Chúng ta phải vào setting trong mà bao. Đó, Nexus 5 4.4.